Điều kỳ diệu với chàng trai Thanh Hóa khóc như mưa vì mất ví có 17,5 triệu đồng. Dành dụm cả năm trời mới được 17,5 triệu đồng để về quê ăn Tết, thế nên chàng trai Thanh Hóa khóc như mưa khi rơi mất ví tiền cùng giấy tờ. Cảm thương chàng trai tội nghiệp, một người đăng câu chuyện lên Facebook và điều kỳ diệu đã đến với anh. Sáng ngày 5 tháng 2, một số fanpage và nhóm chia sẻ chuyện của chị chủ nhà nghỉ về chàng trai Thanh Hóa tên Phạm Văn Sang, mất ví có 17,5 triệu và giấy tờ ở huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, nội dung như sau. Chuyện là sáng nay em ấy đi từ nhà nghỉ ra đường lộ đón xe để về quê Thanh Hóa thì đánh rơi ví có 17,5 triệu chứng minh nhân dân tên Phạm Văn Sang và một biên bản phạt. Cả năm đi làm giành được số tiền về quê ăn Tết mà bị rơi mất, hy vọng ai nhặt được có lòng tốt trả lại em, giờ em không có tiền về quê, mất hết giấy tờ. Tiền ăn mấy cũng hết, của nhặt được hôm nay mai lại mất, nên nếu người nhặt được, đọc được, xin mở lòng tốt cho em ấy có cái Tết với gia đình, chứ cả năm làm ăn vất vả mới được số tiền ấy. Tối qua em ấy bắt xe lên muộn nên vào ngủ, hôm nay về quê chứ không có chuyện vào nhà nghỉ gái gú, nên các bạn đừng nghĩ sai. Em ấy ở Thanh Hóa, giờ đang đi lấy giấy tờ đóng phạt, lấy bằng lái, vì em không có tiền, mình cho một ít, nhưng nói mãi em mới chịu cầm. Xem ảnh anh Phạm Văn Sang khóc méo máu vì mất hết tiền dành dụm cả năm và chứng minh nhân dân, nhiều người không khỏi xót xa, nhiều người đã ngỏ ý giúp đỡ bằng cách gửi tiền cho Phạm Văn Sang qua tài khoản, song anh một mực từ chối. Nhiều người gọi điện cho mình nói mình cho số tài khoản để chuyển tiền giúp đỡ, mình cảm ơn mọi người nhưng mình không thể nhận số tiền đó được. Mình không muốn bị người khác nghĩ mình lợi dụng hoặc bịa ra câu chuyện mất tiền để kiếm tiền. Cũng có vài người ở gần đây có gặp mình và giúp đỡ mình ít tiền, đặc biệt là cô chủ nhà nghỉ đã giúp mình có chỗ ở còn cho mình tiền nữa, anh Sang chia sẻ. Xong, chiều ngày 5 tháng 2, điều kỳ diệu đã đến với Phạm Văn Sang, tài xế lái xe chở hàng đông lạnh 2 năm chưa về quê. Biết được chuyện này, vợ chồng người miền Tây tên Chí Hậu Bảo Châu tình cờ nhặt được ví của Phạm Văn Sang, đã gọi điện thoại thông báo để cậu đến khu nhà trọ đang sống nhận lại ví sau khi bác ba khía về. Tưởng chừng mắc Tết và hết đường về quê, chàng trai Thanh Hóa vui mừng khôn xiết vì may mắn gặp được ân nhân nghèo nhưng tốt bụng. Cô của Phạm Văn Sang mừng lây, cho biết sáng giờ chỉ ngồi nghe điện thoại với hy vọng có người gọi đến trả lại ví cho cháu mình và ôm chị Bảo Châu cảm ơn. Anh Chí Hậu tặng tay trả lại ví cho Phạm Văn Sang và đề nghị cậu kiểm tra lại xem có mất mát gì không. Thế nhưng cô của Phạm Văn Sang nói cháu không được làm vậy và mời vợ chồng miền Tây tốt bụng đến nhà mình chơi để thiết đãi. Cuối cùng mọi người chụp ảnh kỷ niệm. Đây là cái kết đẹp và có hậu cho chuyện nhặt được của rơi trả lại người đánh mất ở huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, chứ không gây bức xúc như vụ tài xế taxi trả lại ví có 30 triệu bị khách bắt đền 1 triệu đồng. Trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi, tài xế Uber bất ngờ bị tố lấy trộm 1 triệu đồng. Nhặt được chiếc ví chứa 30 triệu đồng bên trong, anh tài xế Uber tốt bụng tìm chủ nhân trả lại, nhưng không ngờ lại bị người này tố ngược lấy trộm 1 triệu đồng. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về việc một tài xế Uber nhặt được chiếc ví bên trong có 30 triệu đồng trên đường và lập tức tìm người trả lại. Tuy nhiên, khi trả lại số tiền trên, tài xế này bất ngờ bị chủ nhân chiếc ví tố lấy 1 triệu đồng và yêu cầu hoàn trả. Cụ thể, tài khoản NS chia sẻ, có anh kia chạy xe Uber nhặt được cái bóp bên trong có 30 triệu đồng. Do không có tính tham nên đã nhiệt tình tìm thông tin chủ nhân trả lại và được người này cho 200.000 đồng uống nước. Câu chuyện tài xế Uber trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất nhưng lại bị tố lấy 1 triệu đồng gây xôn xao trong mạng xã hội. Lúc giao trả lại ví và số tiền trên, anh tài xế bảo kiểm tra lại ví thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, khi anh này chạy về nhà, chủ nhân chiếc ví gọi lại kêu bị lấy mất 1 triệu đồng và bắt tài xế Uber đền tiền. Mà anh tài xế cũng sống có tâm và lành quá, việc gì phải chuyển cho nó 1 triệu cơ chứ, làm thế chẳng hóa, anh công nhận lời vu khống của nó, biết là lòng tự trọng của anh, nhưng loại người đó không đáng để anh phải làm thế, đúng là làm phúc phải tội, làm người tốt cũng khó quá mà.
Theo người đăng tải, nội dung câu chuyện trên được thông qua bằng những tin nhắn điện thoại qua lại giữa tài xế Uber và người đánh rơi chiếc ví. Mặc cho tài xế Uber liên tục thanh minh không lấy 1 triệu đồng, nhưng chủ nhân chiếc ví vẫn không tin và yêu cầu tài xế trả lại. Bức xúc trước thái độ của người đánh mất ví, tài xế Uber đã chuyển qua tài khoản 1 triệu đồng cho người này để mang lại sự bình yên cho bản thân. Chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện làm ơn mắc oán trên thu hút hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Đa số bạn đọc đều tỏ ra phẫn nộ bức xúc trước thái độ, cách cư xử của chủ nhân chiếc ví. Tôi không hiểu người đó nghĩ gì nữa, nếu họ đã lấy thì lấy hết luôn số tiền đó, chứ mắc mớ gì mà lấy 1 triệu đồng, đúng là làm ơn mắc oán, tài khoản NA bức xúc. Cảm ơn tấm lòng của anh tài xế đã nhặt được của rơi tìm người trả lại. Em và cộng đồng tin anh nên hãy vững vàng làm tiếp những việc tốt như vậy nhé. Với những kẻ chỉ biết đến tiền mà vô tâm quên ơn thì không đáng lưu tâm, tài khoản QT chia sẻ. Đặt tiệc sinh nhật 120 triệu nhưng chỉ có 5 người đến dự, cô gái định bùng tiền nhưng bị giữ lại. Lấy danh là ca sĩ con nhà giàu có, cô gái trẻ đã đặt tiệc sinh nhật tại một nhà hàng hoành tráng với giá 120 triệu đồng mà không cần đặt cọc. Do chỉ có 5 người đến tham dự, cô định bùng tiền nhưng không may bị bắt lại. Đoạn clip mới đây đăng tải trên một fanpage lớn ghi lại hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc xinh đẹp sang trọng nhưng bị chủ nhà hàng tiệc giữ lại vì định bùng tiền sinh nhật 120 triệu đồng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo thông tin mà chủ nhà hàng cung cấp, cô gái đó có tên Trần Ngọc Tuyền ở phường Tân Thành, thành phố Cà Mau. Vào tối ngày 21 tháng 1 vừa qua, cô gái có nhờ công ty tổ chức sự kiện đặt tiệc sinh nhật ở nhà hàng VT, phường 5, thành phố Cà Mau với giá trọn gói là 120 triệu đồng, cùng đặt cọc là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, vì lấy danh là con gái nhà giàu và hiện đang làm ca sĩ, cùng vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô gái nhanh chóng thuyết phục được anh HA, giám đốc công ty tổ chức sự kiện, để không phải đặt cọc tiền trước. Anh HA cho biết Trần Ngọc Tuyền đã dùng hai Facebook của mình mời tất cả bạn bè tới dự tiệc sinh nhật, rồi lấy tiền mừng để trả lại cho nhà hàng. Tuy nhiên, đến ngày sinh nhật, chỉ vọn vẹn có 5 người tham gia, không có tiền thanh toán số tiền đó, cô gái định bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại. Sau khi chất vấn, anh chủ nhà hàng mới té ngửa ra, bố mẹ cô gái chỉ là công nhân bảo vệ bình thường, mẹ của cô chỉ ký xác nhận cô đã đặt tiệc chứ không hề ký chịu trách nhiệm về số tiền này. Thật đáng buồn và đáng xấu hổ, đó là công sức của cả tập thể 20 người, vậy mà em nỡ lòng nào lừa gạt như vậy, em làm mất lòng tin của anh chị vào con người quá, anh HA buồn rầu chia sẻ. Chị TT, vợ anh HA cũng cho biết, nhiều bạn bè đến tham dự mới vừa lẻ ra vì ai cũng nghĩ bạn mình giàu có. Cô gái trẻ này đã vay mượn rất nhiều người và hoàn toàn không có khả năng chi trả, thậm chí Ngọc Tuyền chỉ có lương tháng 3 triệu đồng và không thể trả được số nợ lên đến 120 triệu đồng. Lúc đầu Ngọc Tuyền định lấp liếm hành động lừa đảo của mình, nhưng lúc sau do bị giữ lại nên lại nói không đủ khả năng chi trả và muốn trả nợ 1 triệu trên 1 tháng. Sau đó, cha của Ngọc Tuyền còn gọi điện dọa dẫm vì đăng tải clip con gái lên Facebook. Hiện tại, gia đình của anh HA đã báo lên cơ quan chức năng và đang chờ giải quyết. Cây mai khủng được đại gia Ninh Bình mua giá 180 triệu đồng. Chỉ vài ngày có mặt tại chợ Hoa Tết tại Thanh Hóa, cây mai khủng ở Huế có tuổi đời khoảng 70 năm tuổi đã được một đại gia quê ở Ninh Bình mua về chơi Tết với giá 180 triệu đồng. Sáng ngày 5 tháng 2, tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hàng ngàn cây cảnh phục vụ Tết Nguyên Đán 2018 đã được bày bán tấp nập để phục vụ người dân chơi Tết. Tại đây, nhiều người vẫn còn bàn tán về việc một đại gia đất cố đô Ninh Bình vào tận đây để săn một cây mai có tuổi đời khoảng 70 năm được người bán mua về từ một nhà vườn ở Huế. Theo đó, cây mai được đại gia này bỏ ra 180 triệu đồng để đưa về căn biệt thự ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình để chơi Tết. Nếu tính cả công vận chuyển thì cây mai này phải có giá gần 200 triệu đồng, một người chơi cây nói.
Cũng tại quầy bán cây này, sáng ngày 5 tháng 2, một đại gia khác người Thanh Hóa đã bỏ ra 80 triệu đồng để sở hữu một cây mai khác có tuổi đời khoảng 40 đến 45 năm. Cây mai này cũng có xuất xứ tại Huế. Theo những người chơi mai, hai cây này ngoài tuổi đời cao thì dáng cây cũng rất đẹp, thế trực và rất nhiều hoa, nụ, đặc biệt là cây mai được bán 180 triệu đồng. Theo tiết lộ, cây mai này được một đại gia ở Thanh Hóa mua tặng cho một lãnh đạo địa phương.